Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với series video kiếm tiền cùng với Robby. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái cách thức để đăng nhập vào cái tài khoản Robby của chúng ta. Và chúng ta đã biết rằng là chúng ta cũng có thể là đăng nhập cái tài khoản Robby của chúng ta trên cái app mà chúng ta cài trên điện thoại. Có thể nếu bạn sử dụng cái hệ điều hành Android thì bạn sẽ cài cái phần mềm ở trên cái CH Play. Còn nếu bạn sử dụng cái phần mềm iOS thì các bạn có thể sử dụng ở trên App Store và bạn cài xuống. Và sau khi cài xong thì chúng ta có thể khởi động cái màn hình của cái phần mềm lên. Và trên màn hình ảnh của bạn là cái hình ảnh của cái màn hình, cái việc đăng nhập của chúng ta. Và nếu như ở trên cái điện thoại thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh nó như thế này. Đó là khi các bạn sử dụng app. Còn nếu như các bạn sử dụng laptop hay điện thoại, laptop hay là máy tính thì các bạn sẽ sử dụng vào cái trình duyệt, đó là bạn mở trình duyệt lên và đánh vào cái đường link là biz.dropy.vn thì nó cũng tương tự như vậy thôi, hai cái này là giống nhau cả. Và đây là hình ảnh khi mà chúng ta trên laptop. Thì công việc của bạn rất đơn giản, đó là bạn đã có tên đăng nhập và cái mật khẩu rồi thì bạn điền vào và bạn đăng nhập là thành công. Và cái video này mình muốn nói cho bạn một cái hay hơn, đó là gì? Các bạn đôi khi muốn đăng nhập, các bạn kể cả trên điện thoại hay là trên máy tính thì các bạn cũng có thể đăng nhập thứ hai. Cái cách thứ hai đó là đăng nhập bằng số điện thoại. Thì các bạn nhấn ở đăng nhập bằng số điện thoại ở dưới, sau đó nhập số điện thoại. Và khi bạn nhấn vào nút gửi xác thực OTP thì một mã xác thực sẽ gửi về máy điện thoại của bạn và các bạn điền vào là xong. Như vậy bạn cũng đăng nhập xong. Và với hai cách mà đăng nhập như này thì mình nghĩ rằng là hầu hết thì các bạn sẽ biết một cách thôi. Đó là cái cách sử dụng username và mật khẩu. Thì với mong muốn là các bạn mở rộng thêm kiến thức thì mình đã làm thêm cái video ngắn này. Và nếu như bạn chưa có tài khoản Robby thì vui lòng vào phần mô tả của cái video này, sau đó là nhấn vào đường link để đăng ký tài khoản dùng thử. Còn nếu như bạn đã xem cái video của mình và thấy video này hữu ích cho người khác thì vui lòng cho mình xin một like và chia sẻ video này đến những cái người mà bạn nghĩ rằng họ đang cần nó. Ngoài ra cũng đừng quên subscribe kênh của mình để đón chờ những video mới nhất từ mình, bởi vì mình sẽ ra rất nhiều video về Robby. Và một lần nữa xin chúc tất cả chúng ta thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.